Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Chiều thứ ba ngày 11 tháng 6 năm 2023, từ thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, sự kiện mà sạt lở ở tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng gây ra hai cái chết và một vài người bị thương đã làm cho một số người ở trong Việt Nam này rất hoang mang và chấn động, không biết việc xây cất của những công ty mà đưa những pha luy đó chậm như thế mà lại có cấp phép thì thật là kinh khủng. Nhưng mới đây ở bên Mỹ cũng có một trường hợp tương tự xảy ra, không phải là pha luy mà ở trên những phần đất mềm có thể bị sạt lở, cũng gây ra một sự chấn động. Đó là thị trấn Rolling Hill Estates là một thị trấn ở vùng ngoại ô của thành phố lớn gọi là thành phố Los Angeles ở tại California. Thị trấn này theo giờ địa phương thứ hai, tức là bây giờ là thứ ba của Việt Nam, thì thị trấn này đã phải bị ép buộc những người dân cư dân nơi đó phải rời hết khỏi nơi đó, vì họ nói là đây đó là một sliding hillside. Sliding tức là tuột, hill tức là tuột dốc. Thị trấn này bị tuột dốc. Tuột dốc là vì nơi đây xây cất nó ở một cái nơi đất, cái đồi đó đó nó không có cứng, nó không có vững. Không hiểu tại sao lại cấp giấy phép cho xây mà số tiền xây không phải nhỏ, thưa quý khán giả. Số tiền xây đó, mỗi một căn như vậy đó là trung bình là 1.500.000 đô la. 1.500.000 đô la. 1.500.000 đô la tính theo tiền Việt Nam thì quý khán giả biết rằng là đó khoảng chừng gần 40 tỷ tiền Việt Nam. Gần 40 tỷ. Ngày hôm thứ hai thì các căn nhà này nó bị nứt nẻ ra và nó sụp xuống. May mà chính quyền phát giác ra là nó đang sụp thì họ kêu dọn đi hết. Nên cho tới giờ phút này mà tôi thưa chuyện với quý khán giả thì chưa thấy có ai bị tử vong, cũng chưa thấy có sự thương tích. 16 người đã được cứu đi đem đi liền. Đó là theo lời của người kiểm sát viên Janice Han thuộc quận hạt Los Angeles, nói là ở đây đó là một nơi có thể có nguy hiểm nhưng chúng tôi đã nhận diện ra nó có thể gây thương vong nên chúng tôi đã ra lệnh phải đi khỏi nơi đó chỉ trong vòng có 20 phút thôi. 20 phút là phải đi hết và chúng tôi đã đưa xe tới bắt những người này đi, yêu cầu phải đi hết. Và như vậy thì nhờ cái chuyện mà chính quyền can thiệp kịp nên việc mà các căn nhà đó nó bị chui đất, nó sụp xuống, không ai bị tử vong. Cho tới giờ này chưa có thấy thương tích. Sheila Girardin là phóng viên của Los Angeles đến nơi đây nói rằng ôi, cảnh tượng nơi đây không hiểu tại sao ai lại cấp giấy phép mà xây cất như thế này. Thưa quý khán giả, tôi kể câu chuyện này để thấy rằng không phải ở Việt Nam có những người đã cấp giấy phép, hoặc là những ai đó, công ty nào đó cảm thấy rằng là mình có quyền xây, rồi xây trái với giấy phép luôn, hoặc là sai trái với quy định thì họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chuyện đó xảy ra không phải chỉ riêng ở Việt Nam mà ở ngay nước Mỹ đó, một quốc gia rất là văn minh, một khu vực nhà giàu như là Rolling Hill Estates đây đó mà cũng xây không biết là sao, nó cũng trái với quy định hay sao đó. 20 phút là phải dọn đi hết. Ở Việt Nam thì bây giờ thì chúng ta biết các cơ quan pháp luật đã vào cuộc điều tra và truy tố
những chủ nhà thầu, những người mà xây trái phép thì phải chịu trách nhiệm. Đó là đương nhiên. Nhưng đừng nghĩ rằng chỉ có Việt Nam có mà thôi. Vì chúng ta phải nhìn một cách toàn diện trên toàn thế giới. Nơi đâu cũng có những sai phạm. Ngay chính nước Mỹ cũng có sai phạm. Nói như vậy không có nghĩa rằng là chúng ta chỉ trích và công kích rồi đả phá nhà nước, hoặc là yêu cầu lật đổ gì nhà nước, đó là sai. Nơi đâu cũng có sai phạm. Sai phạm tới đâu xử tới đó. Ở bên Mỹ, ngay tại Rolling Estates là một khu vực của nhà giàu đó, cũng có những sai phạm như vậy. Và nó mới xảy ra ngày hôm qua giờ của bên Mỹ, tức là bây giờ là giờ của Việt Nam đây nè. Và như tôi nói là nhờ phát giác kịp nên họ đã di tản hết. Bây giờ sau khi vụ này thì chính quyền mới xử lý, xem thử giải quyết vụ này ra sao. Những người xây cất trái phép thì phải chịu trách nhiệm như thế nào? Đương nhiên là phải trả lời trước pháp luật. Thưa quý khán thính giả, đó là thông tin và góc nhìn của tôi về vấn đề này. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.